bảy là phải viên mãn cái thấy bình đẳng về tất cả hữu tình và ở trong đó không có sự chấp trước. Tám là phải viên mãn sự thông đạt lý thú chân thật và ở trong đó không có sự chấp trước. Chín là phải viên mãn cái trí vô sanh nhẫn. 10 là phải viên mãn cái thuyết tất cả pháp đều quy lý nhất tướng. 11 là phải viên mãn sự diệt trừ phân biệt. 12 là phải viên mãn sự xa lìa các tưởng. 13 là phải viên mãn sự xa lìa các kiến chấp. 14 là phải viên mãn sự xa lìa phiền não. 15 là phải viên mãn sự samatha tỳ bát xá na chỉ quán. 16 là phải viên mãn sự điều phục tâm tánh. 17 là phải viên mãn sự tịch tịnh tâm tánh. 18 là phải viên mãn tánh vô ngại trí. 19 là phải viên mãn sự không ái nhiễm. 20 là phải viên mãn sự tùy ý.